Nóng rực phiên tòa Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan khai gì về tướng công an đã qua đời? Thưa quý vị, tại phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan đã có tiết lộ chấn động về danh tính người đứng ra mời bà tham gia tái cơ cấu và hợp nhất ba ngân hàng thành ngân hàng SCB vào năm 2012. Theo cáo trạng, những sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát xảy ra tại SCB kéo dài từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022. Ngày 1 tháng 1 năm 2012 là lúc chính thức hợp nhất ba ngân hàng thương mại gồm Sài Gòn SCB cũ, Đệ Nhất FCB và Tín Nghĩa TNB thành ngân hàng SCB. Phi vụ sáp nhập này, theo bà Lan, có liên quan đến một tướng công an và một cựu lãnh đạo ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên, cả hai đều qua đời vào tháng 2 năm 2014. Ai đã nhờ bà Lan đứng ra hợp nhất SCB? Theo dõi phiên tòa Vạn Thịnh Phát đang diễn ra, một điều ít được nói đến là phi vụ sáp nhập ba ngân hàng thương mại thành ngân hàng SCB vào năm 2012. Có một số ý kiến cho rằng nếu không có việc sáp nhập ba ngân hàng nói trên, bà Trương Mỹ Lan khó có thể thực hiện được hành vi phạm tội mà bà bị cáo buộc trong suốt khoảng thời gian 10 năm từ năm 2012 đến năm 2022. Bởi lẽ, theo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan đã thông qua 74 pháp nhân, cá nhân để sở hữu chi phối hơn 85% cổ phần SCB ngay sau khi ba ngân hàng gồm Sài Gòn, Ngân hàng Đệ Nhất và Ngân hàng Tín Nghĩa được sáp nhập. Do đó, bà Lan được cơ quan điều tra xác định là người nắm toàn bộ quyền lực chi phối SCB sau khi hợp nhất. Tuy nhiên, tại tòa, bà Trương Mỹ Lan khai rằng chính một số lãnh đạo ngân hàng nhà nước đã động viên nhờ đích danh bà đứng ra giúp đỡ vì bà là người có tiếng nói và uy tín, dù bà đã từ chối nhiều lần vì cho rằng mình không có nghiệp vụ về ngân hàng. Vì tôi không biết gì về luật ngân hàng cả, thì lúc đó có ban hợp nhất và tái cơ cấu nên ngân hàng nhà nước nhờ tôi bằng mọi giá, phải tìm bạn bè giúp cho kêu gọi những cổ đông của ban ngân hàng đấy đừng quậy phá nữa, bằng mọi giá phải kêu họ tiếp tục đồng ý hợp nhất và đi mời bạn bè mua tiếp cho đủ trên 65% thì mới cứu vãn được ban ngân hàng, để dân đừng rút tiền, đừng ảnh hưởng đến các ngân hàng khác và không ảnh hưởng đến tiền tệ quốc gia, cả hệ thống nhà nước. Lúc đầu tôi từ chối rất nhiều lần, tôi bảo rằng tôi không thích ngành ngân hàng, tôi cũng không có nghiệp vụ, không biết gì hết, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khai tại tòa. Tới đây, câu hỏi đặt ra là ai là người của nhà nước đứng ra nhờ bà Trương Mỹ Lan để việc sáp nhập ba ngân hàng thương mại diễn ra thành công vào năm 2012? Bà Lan đã thốt lên trước tòa hai cái tên ông Trần Minh Tuấn và ông Phạm Quý Ngọ. Cụ thể, bà Lan nói, kính thưa hội đồng xét xử, lúc đó ngân hàng nhà nước là ông Trần Minh Tuấn, nguyên phó thống đốc ngân hàng nhà nước và có cả ông Phạm Quý Ngọ, lúc đó là bên Tổng cục Cảnh sát, nói với tôi rằng, chị yên tâm, chúng tôi biết chị là người không làm ngân hàng và sẽ không tham gia ngân hàng, chúng tôi biết, chính vì thế chúng tôi mới cần chị. Bây giờ bao nhiêu doanh nghiệp, chúng tôi mời mấy tháng nay mà không ai vào cả, chị giúp ngân hàng đi vì chị là một người có ảnh hưởng lớn các cổ đông, có bạn bè từ trong nước tới nước ngoài, bà Lan khai trước tòa. Bà Trương Mỹ Lan và ông Phạm Quý Ngọ, tháng 8 năm 2010 cho đến tháng 2 năm 2014, ông Phạm Quý Ngọ giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Ông được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng vào tháng 1 năm 2011. Tháng 7 năm 2013, ông Ngọ được Chủ tịch nước phong hàm Thượng tướng. Trước đó, tháng 1 năm 2008, ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Nhân dân và đến năm 2010 giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm. Trước đây đã có những bằng chứng về mối liên quan giữa bà Trương Mỹ Lan với ông Ngọ trong vụ án của ông Dương Chí Dũng vào năm 2014. Ngày 7 tháng 1 năm 2014, tại phiên tòa xét xử vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, ông Dương Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinalife đã có lời khai bất ngờ rằng chính Thượng tướng Phạm Quý Ngọ là người đã mật báo về quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Dũng. Ông Dũng khai rằng nhờ tin tức của tướng Ngọ mà ông mới có thể lên kế hoạch bỏ trốn với sự trợ giúp của một số người, trong đó có em trai của ông là Dương Tự Trọng, nguyên phó giám đốc công an thành phố Hải Phòng. Năm 2014, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinalife Dương Chí Dũng bị tuyên án tử hình vì tội tham mô và cố ý làm trái. Tại phiên tòa 10 năm trước, ông Dương Chí Dũng còn có lời khai chấn động rằng chính ông đã đưa cho tướng Ngọ số tiền 1 triệu USD từ bà Lan, tức bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Việc 20 tỷ tôi đưa cho anh Ngọ là tiền của chị Lan, chứ không phải của tôi, mà chị Lan truyền qua một người. Khi chị Lan điện thoại cho tôi, chị Lan bảo là sẽ có một người ở Hà Nội chuyển cho anh, người đó thì anh đừng trao đổi về số tiền này để đưa cho ai làm gì. Đấy, chị còn dặn vậy. Ông Dũng khai trước tòa năm 2014. Mục đích việc đưa hối lộ này, theo ông Dũng, là liên quan tới dự án di rời và chuyển đổi mục đích sử dụng Cảng Sài Gòn. Hai ngày sau những tiết lộ của ông Dũng trước tòa, Cảng Sài Gòn ra thông báo công ty Vạn Thịnh Phát mà ông Dương Chí Dũng đề cập tới đã xin rút không tham gia dự án.
Ngày 17 tháng 2 năm 2014, ông Phạm Anh Tuấn là Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương lúc bấy giờ nói đã có một số ý kiến đề xuất đình chỉ công tác đối với Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ để đảm bảo việc điều tra những nội dung tố cáo của cựu Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Dương Chí Dũng. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó, ngày 18 tháng 2 năm 2014, ông Phạm Quý Ngọ đã qua đời tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 do ung thư gan. Do ông Ngọ mất, vụ án làm lộ bí mật nhà nước có liên quan đến ông sau đó cũng bị đình chỉ. Tháng 3 năm 2015, trong phiên chất vấn Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Bắc Việt đã xới lại vụ án ông Dương Chí Dũng. Vụ án Dương Chí Dũng đến nay đã kết thúc hay chưa? Nếu kết thúc quá trình tố tụng như vậy thì có để lọt tội phạm hay không? Sau khi tướng Phạm Quý Ngọ mất, đồng chí Nguyễn Bá Thanh vẫn nói sẽ đeo bám vụ việc đến cùng. Giờ anh Thanh cũng mất rồi, ông Việt nói. Tuy nhiên, ngay sau đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã phát biểu kết thúc phiên chất vấn nên câu hỏi bị bỏ ngỏ. Bà Trương Mỹ Lan cho lời khai trước tòa. Trở lại lời khai của bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa, vụ Vạn Thịnh Phát đang diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ông Phạm Quý Ngọ thì còn có ông Trần Minh Tuấn được cho là người đã kêu gọi bà Lan ra tay giúp đỡ việc sáp nhập cơ cấu SCB. Ông Trần Minh Tuấn đảm nhiệm vị trí Phó Thống đốc của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam một thời gian khá dài, từ năm 1998 đến khi ông về hưu vào tháng 6 năm 2013. Ông Tuấn mất ngày 12 tháng 2 năm 2014, chưa đầy một tuần trước khi ông Phạm Quý Ngọ qua đời. Như vậy, hai nhân vật mà bà Lan nhắc đến trong phiên tòa đang diễn ra đều đã mất vào tháng 2 năm 2014. Dù được nhắc tên trong vụ án đưa số tiền 1 triệu USD cho ông Phạm Quý Ngọ thông qua ông Dương Chí Dũng trong phiên tòa năm 2014, bà Trương Mỹ Lan không được coi là bị can của vụ án và không bị tòa triệu tập để làm nhân chứng. Với phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát đang diễn ra, đại diện Ngân hàng Nhà nước đã trả lời về việc hợp nhất 3 ngân hàng vào năm 2012 và lời khai của bà Trương Mỹ Lan. Ngân hàng Nhà nước nói rằng thực trạng tài chính của 3 ngân hàng này đều yếu kém, cần thiết tái cơ cấu. Về sự hiện diện của bà Lan với vai trò cố vấn ban hợp nhất, Ngân hàng Nhà nước nói không có thông tin về việc vận động bà Lan sở hữu 65% mà chỉ nhận diện nhóm cổ đông có 65% và bà Lan là người đại diện. Luật sư sau đó hỏi tiếp rằng nếu không nắm thông tin về bà Lan, vì sao Ngân hàng Nhà nước lại mời bà tham gia cuộc họp do Ngân hàng Nhà nước tổ chức? Về việc này, đại diện Ngân hàng Nhà nước giải thích là có mời bà Lan và Ngân hàng SCB họp trong tháng 7 năm 2021 và đầu năm 2022 trên cơ sở tâm thư bà Lan gửi Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ. Những câu hỏi cần được trả lời để sự thật trắng đen được làm sáng rõ trong phiên tòa thế kỷ này. Đã đủ cơ sở chỉ điểm Trương Mỹ Lan một tay chiếm đoạt SCB, Viện Kiểm sát tuyên bố mức án cao nhất đã đến lúc khép lại đế chế Vạn Thịnh Phát. Thưa quý vị, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các công ty, đơn vị tổ chức liên quan tiếp tục với phần Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra quan điểm đối đáp lại phần bào chữa của luật sư cho các bị cáo. Theo đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong quá trình giám sát, giải quyết vụ án, Viện Kiểm sát luôn tuân thủ nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên tắc tôn trọng sự thật khách quan của vụ án. Viện Kiểm sát đánh giá phần lớn bị cáo thành khẩn, ăn năn hối cải, song một số luật sư trong phần tranh luận đưa ra luận cứ không bám sát diễn biến của phiên tòa, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các bị cáo. Một số luật sư sử dụng từ ngữ mang tính nhận định, chưa phản ánh đúng đánh giá của Viện Kiểm sát. Tại tòa, Viện Kiểm sát đã đối đáp lại quan điểm của các luật sư bào chữa theo từng nhóm vấn đề xác định hậu quả thiệt hại của vụ án. Một số luật sư bào chữa của bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng cần thực hiện trưng cầu định giá tài sản theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Song đại diện Viện Kiểm sát đối đáp rằng việc xác định trên phù hợp để áp dụng với các tổ chức tín dụng vi phạm hình sự thông thường. Trong vụ án này, bản chất của Trương Mỹ Lan là chiếm đoạt tài sản, đưa tài sản vào không đăng ký giao dịch bảo đảm. Hành vi phạm tội được thực hiện xuyên suốt từ năm 2012, do đó Viện Kiểm sát không xác định thiệt hại theo quan điểm của luật sư nêu. Theo đại diện Viện Kiểm sát, thiệt hại của vụ án không chỉ được xác định bằng cách trưng cầu định giá trong tố tụng hình sự, mà còn có thể áp dụng các biện pháp thu thập chứng cứ khác để xác định thiệt hại của vụ án. Trong vụ án này, cơ quan tố tụng đã không căn cứ vào kết luận định giá của công ty Hoàng Quân để xác định thiệt hại mà áp dụng biện pháp thu thập chứng cứ khác để định giá tài sản, không cần thông qua hội đồng định giá. Kết quả điều tra xác định, thiệt hại do hành vi bị cáo Trương Mỹ Lan gây ra là hơn 677.000 tỷ đồng, phù hợp với hệ thống hạch toán trên hệ thống phần mềm SCB, lời khai các bị cáo khác, đơn vị kiểm toán độc lập. Luật sư bào chữa của bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng, hội đồng quản trị mới là cơ quan quản lý cao nhất tại SCB, còn bị cáo Trương Mỹ Lan không nắm giữ chức vụ, không có quyền quyết định hoạt động của SCB nên không phải là chủ thể của tội tham ô tài sản. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, nhận định này của luật sư là chưa đúng theo quy định luật doanh nghiệp, luật các tổ chức tín dụng, tài liệu thu thập được và kết quả thẩm tra tại tòa.
Theo đó, pháp luật nêu rõ SCB thành lập dưới hình thức công ty cổ phần hoạt động theo pháp luật, trong đó đại hội đồng cổ đông là cơ quan cao nhất của công ty cổ phần, thành phần gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, hội đồng quản trị chỉ là cơ quan quản lý công ty do đại hội đồng cổ đông bầu ra. Bên cạnh đó, tài liệu điều tra, chứng cứ trong vụ án và kết quả thẩm vấn của các bị cáo khác đều xác định bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ thực sự, sở hữu phần lớn cổ phiếu của SCB 91,5%, có quyền quyết định điều hành chi phối toàn bộ hoạt động của SCB. Theo lời khai của bị cáo Tạ Chiêu Trung, cựu tổng giám đốc công ty Việt Vĩnh Phú, bị cáo đã được Trương Mỹ Lan chỉ đạo lập bản sao kê biến động cổ đông tới tháng 6 năm 2022, giao nhiệm vụ theo dõi cổ phần SCB thuộc sở hữu của bị cáo Lan và các cổ đông liên quan đến bị cáo Lan. Tại cơ quan điều tra, bị cáo Lan cũng khai nhận đã vận động người thân, bạn bè mua cổ phần trước khi sáp nhập ba ngân hàng để đạt 65%, sau đó tiếp tục tăng cổ phần lên. Về mặt giấy tờ, mặc dù bị cáo Lan không quản lý tài sản của SCB nhưng nắm quyền chi phối tuyệt đối nên có quyền bầu, miễn nhiệm thành viên SCB. Đây là điều kiện, phương thức, thủ đoạn để bị cáo lợi dụng chiếm đoạt tiền tại SCB. Cạnh đó, lời khai của các bị cáo chủ chốt tại SCB như Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Khánh Hoàng đều thể hiện khi được bổ nhiệm đến lúc xin nghỉ đều phải thông qua Trương Mỹ Lan. Trong quá trình điều tra và xét xử, bản thân bị cáo Lan cũng nhớ rõ ràng cụ thể thời gian, lý do của việc sắp xếp từng nhân sự chủ chốt trong SCB. Từ những luận điểm này, Viện Kiểm sát nhận định việc cáo trạng kết luận bị cáo Trương Mỹ Lan có quyền hạn chi phối, điều hành mọi hoạt động của SCB là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Về cáo buộc bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ mưu, cầm đầu thực hiện việc chiếm đoạt tài sản của SCB, Viện Kiểm sát nhận định bản chất Trương Mỹ Lan coi SCB như một công cụ tài chính để phục vụ mục đích của mình. Bất cứ khi nào cần tiền, Lan thông báo số tiền cần sử dụng để nhân viên rút tiền ra khỏi SCB. Việc Lan đưa tài sản đảm bảo cho các khoản vay chỉ là phương thức thủ đoạn phạm tội. Các tài sản đảm bảo này có thể rút ra hoặc hoán đổi bất cứ khi nào để thay thế bằng tài sản khác, không đủ điều kiện pháp lý dẫn đến các khoản vay không có khả năng thu hồi vốn. Với tài liệu căn cứ có được, mặc dù chưa có kết quả tương trợ tư pháp về xác minh làm rõ 5 doanh nghiệp nước ngoài đứng tên cổ phần cho bị cáo Lan, nhưng đủ cơ sở xác định Lan là chủ thể tội tham ô tài sản. Việc các luật sư yêu cầu cơ quan tố tụng chứng minh 5 công ty cổ phần nước ngoài mua cổ phần của bị cáo không làm thay đổi sự thật, bị cáo Lan nắm quyền chi phối với số cổ phần này. Vì vậy, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định có đủ cơ sở xác định bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ thể tội tham ô tài sản. Đối với ý kiến ngân hàng có thể miễn lãi nên không thể buộc các bị cáo chịu trách nhiệm về lãi phí, Viện Kiểm sát cho rằng nếu theo quy trình hoạt động ngân hàng thông thường, huy động tiền của người dân cho doanh nghiệp vay thì ngân hàng phải trả lãi cho người dân. Tuy nhiên, đây là vụ án hình sự mang tính chiếm đoạt. Trương Mỹ Lan hoàn toàn biến SCB thành công cụ rút tiền, không thanh toán lãi và phí theo quy định hoạt động của ngân hàng thông thường. SCB trở thành đơn vị gánh chịu hậu quả nợ và phải hoàn trả nợ cho ngân hàng nhà nước. Viện Kiểm sát cho rằng, việc quy kết trách nhiệm hình sự dựa trên thiệt hại là dư nợ gốc, còn thiệt hại về lãi suất, phí được xác định là thiệt hại do vi phạm quy định cho vay. Do đó, việc buộc bị cáo chịu trách nhiệm dân sự về lãi, phí là có căn cứ pháp luật. Luật sư bào chữa cũng đặt vấn đề về việc tại sao hành vi của Trương Mỹ Lan là xuyên suốt trong một thời gian dài với cùng phương thức thủ đoạn, nhưng Viện Kiểm sát lại truy tố bị cáo về hai tội danh khác nhau là tham ô tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Viện Kiểm sát đối đáp, trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2018, hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và đồng phạm thỏa mãn cấu thành tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo Bộ luật Hình sự năm 1999. Đến giai đoạn năm 2018 trở về sau, lúc này, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đã có hiệu lực, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn thi hành thì trong giai đoạn này, hành vi của Trương Mỹ Lan đã đủ yếu tố để cấu thành tội tham ô tài sản. Do đó, Viện Kiểm sát truy tố bị cáo về hai tội danh là có căn cứ, một số luật sư nêu quan điểm. Vụ án xác định các bị cáo đồng phạm với bà Lan nhưng truy tố các tội danh khác nhau. Về vấn đề này, Viện Kiểm sát cho biết bị cáo Lan và đồng phạm ở các cương vị, vị trí khác nhau nên Viện Kiểm sát đã phân loại dựa theo vai trò, tính chất, hậu quả hành vi phạm tội của từng bị cáo. Những bị cáo có chức vụ quyền hạn vai trò quan trọng tại Vạn Thịnh Phát, SCB tiếp nhận trực tiếp chỉ đạo của Trương Mỹ Lan giúp Lan chiếm đoạt tiền bị truy tố tội tham ô tài sản. Các bị cáo nhóm dưới là người làm thuê, không ý thức được việc làm của Trương Mỹ Lan nên cơ quan điều tra không đánh giá là đồng phạm. Song hành vi của các bị cáo này đã vi phạm về hoạt động ngân hàng nên bị truy tố về tội, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Với việc thành lập công ty ma, các luật sư của bị cáo Lan nói các công ty ma không liên quan đến bị cáo. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cho rằng đây là lập luận không có căn cứ. Viện Kiểm sát nhận định Trương Mỹ Lan đích thực đã chỉ đạo thành lập các công ty không có hoạt động thật, đứng tên khoản vay, sử dụng để các bị cáo giải quỹ, che giấu, cắt đứt dòng tiền. Thủ đoạn của bị cáo là chỉ đạo miệng, không để lại bút tích, nghĩ rằng như thế sẽ không bị phát hiện, cơ quan không xử lý được nhưng cuối cùng vẫn bị phát giác.
Việc bị cáo Lan trong quá trình xét xử có hành vi đổ tội cho các nhân viên SCB đã tự liên hệ với bị cáo Nguyễn Phương Anh để tạo lập hồ sơ khống thể hiện sự ngoan cố, không dám chịu trách nhiệm của bị cáo. Về việc bị cáo Trương Mỹ Lan và luật sư trình bày, bị cáo chỉ là người bảo trợ cho SCB, cho ngân hàng mượn tài sản, huy động người thân, bạn bè ở nước ngoài mượn tiền. Viện kiểm sát cho rằng bị cáo chưa bao giờ cho mượn tài sản mà đưa tài sản vào để hợp thức khoản vay, rồi lấy tiền đó đi mua bất động sản. Có 1.196 bất động sản liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan bị kê biên và chính bị cáo cũng thừa nhận số bất động sản này nhờ người khác đứng tên, giao cho nhân viên quản lý. Nóng, Võ Văn Thưởng được ứng cử quay lại làm chủ tịch nước. Hé lộ lý do khiến ông tiếp tục được tín nhiệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khoanh vùng tứ trụ, Đại tướng Tô Lâm không phải sự lựa chọn số 1. Thưa quý vị, để lên được chức chủ tịch nước là một điều ước ao của rất nhiều người, không phải ai cũng có thể ngồi vào được vị trí ấy. Ấy vậy mà thời gian qua, trước kia là ông Nguyễn Xuân Phúc và tiếp theo là ông Võ Văn Thưởng lần lượt xin rời khỏi vị trí quyền lực nhất Việt Nam này. Lý do thì ai cũng được biết là vì những ảnh hưởng xấu tiêu cực dưới quyền của ông giữ chức, ông đã chịu trách nhiệm trước Quốc hội và xin từ chức. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa nhất hay những vấn đề khác thì vẫn chưa được tiết lộ. Trong thời gian hoạt động của mình, ông Thưởng cũng đã để lại rất nhiều những dấu ấn quan trọng, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân. Chính vì vậy nên nhiều người mong muốn ông Thưởng có thể tiếp tục quay lại làm chủ tịch nước lần nữa để sửa sai và tiếp tục dìu dắt đất nước. Liệu ông Thưởng có còn có thể quay lại làm chủ tịch nước lần nữa hay không? Hãy cùng tìm lời giải đáp ngay sau đây. Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Võ Văn Thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Những vi phạm khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây những dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông. Chính vì vậy mà ông Thưởng đã chủ động xin từ chức chỉ sau 13 tháng công tác. Theo khoản 2 điều 2 quy định 41 năm 2021 thì từ chức là việc cán bộ tự nguyện xin thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm và được cấp có thẩm quyền chấp nhận. Việc xem xét đối với cán bộ xin từ chức được căn cứ vào một trong các trường hợp theo quy định tại điều 5 quy định 41 năm 2021. Quy định việc xem xét miễn nhiệm cán bộ được căn cứ vào một trong các trường hợp sau: bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách nhưng uy tín giảm sút không thể đảm nhiệm chức vụ được giao, bị kỷ luật khiển trách 2 lần trở lên trong cùng một nhiệm kỳ hoặc trong thời hạn bổ nhiệm, có trên 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định, có 2 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ, bị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan đơn vị nơi đang công tác, bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng đến mức phải miễn nhiệm. Bên cạnh đó, tại điều 6 quy định 41 năm 2021 cũng nêu rõ việc xem xét đối với cán bộ xin từ chức được căn cứ vào một trong các trường hợp sau: do hạn chế về năng lực hoặc không còn độ uy tín để hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, để cơ quan đơn vị mình quản lý phụ trách xảy ra sai phạm nghiêm trọng, có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định vì lý do chính đáng khác của cá nhân. Theo đó, đồng chí Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, vừa qua, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, đồng chí đã vi phạm quy định về những điều mà đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Chủ tịch nước thôi giữ chức vụ có được tiếp tục công tác ở vị trí khác không? Theo Điều 10 Quy định 41 năm 2021, quy định về việc bố trí công tác đối với cán bộ sau khi từ chức như sau. Cán bộ sau khi từ chức nếu có nguyện vọng tiếp tục công tác thì cấp có thẩm quyền có thể căn cứ vào năng lực, đạo đức, kinh nghiệm để xem xét bố trí công tác phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị cán bộ đã từ chức và bố trí công tác khác nếu được cấp có thẩm quyền đánh giá tốt, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và khắc phục được những yếu kém, sai phạm, khuyết điểm thì có thể được xem xét để quy hoạch bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định. Đồng thời, tại thông báo 20 ngày 8 tháng 9 năm 2022 nêu rõ, việc bố trí cán bộ sau khi từ chức, miễn nhiệm, thực hiện theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và theo định hướng như sau: cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc xin nghỉ công tác thì cấp có thẩm quyền xem xét theo nguyện vọng. Cán bộ có nguyện vọng tiếp tục công tác thì cấp thẩm quyền xem xét bố trí như sau: trường hợp thời gian công tác còn dưới 5 năm, cán bộ là Ủy viên Trung ương Đảng thì Bộ Chính trị xem xét bố trí công tác phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Cán bộ ở cơ quan trung ương và địa phương thì cấp có thẩm quyền xem xét bố trí làm công tác chuyên môn, không làm công tác lãnh đạo, quản lý, được giữ nguyên ngạch công chức đã được bổ nhiệm.
Trường hợp thời gian công tác còn từ 5 năm trở lên, cấp có thẩm quyền xem xét bố trí công tác theo nguyên tắc như trên. Cán bộ sau khi bị kỷ luật, tự nguyện xin từ chức thì được cấp có thẩm quyền căn cứ tình hình thực tế tại cơ quan đơn vị địa phương xem xét từng trường hợp cụ thể để bố trí công tác theo hướng giảm một cấp so với chức vụ khi bị kỷ luật. Sau 24 tháng công tác ở vị trí mới, nếu khắc phục tốt những sai phạm khuyết điểm, được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tiêu chuẩn điều kiện thì được cấp có thẩm quyền xem xét quy hoạch, bổ nhiệm giới thiệu ứng cử lại chức danh đã đảm nhiệm hoặc tương đương. Như vậy, theo quy định trường hợp chủ tịch nước thôi giữ chức vụ, nếu có nguyện vọng tiếp tục công tác thì cấp có thẩm quyền có thể căn cứ vào năng lực đạo đức kinh nghiệm để xem xét bố trí công tác phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Vậy về vấn đề liệu ông Thường có thể quay lại làm chủ tịch nước lần nữa hay không sẽ phải dựa theo chế độ chính sách đối với viên chức quản lý thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm theo sửa đổi điều 56 chế độ chính sách đối với viên chức thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý có đơn từ chức và được cấp có thẩm quyền cho thôi giữ chức vụ hoặc không có đơn từ chức theo quy định tại khoản 4 điều 54 nghị định này thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo hiện hưởng trong thời gian 6 tháng kể từ ngày có quyết định cho thôi giữ chức vụ. Có thể khẳng định rằng, ông Thường vẫn có thể quay lại để ứng cử vào vị trí chủ tịch nước một lần nữa. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu Quốc hội có còn tín nhiệm ông nữa hay không? Nhân dân có còn đặt niềm tin và ủng hộ ông ứng cử chủ tịch nước nữa hay không? Và chính bản thân ông Thường đã tự chủ động xin từ chức rồi, nên tự trong thâm tâm ông còn có muốn được ngồi lại vào vị trí ấy lần nữa hay không? Về việc lựa chọn tiến cử một cá nhân xuất sắc để nắm giữ quyền chủ tịch nước mới tiếp theo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, trên cơ sở quán triệt và thực hiện nhất quán phương hướng công tác nhân sự do Đại hội 12 của Đảng thông qua, căn cứ vào thực tế đội ngũ cán bộ hiện có và yêu cầu về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước, kết hợp yêu cầu trước mắt với việc chuẩn bị cho các khóa tiếp theo, bảo đảm tính kế thừa và phát triển, Ban Chấp hành Trung ương đã dân chủ thảo luận xem xét kỹ lưỡng, lựa chọn phương án hợp lý nhất trong điều kiện có thể và đã đạt được sự nhất trí rất cao. Ban Chấp hành Trung ương khẳng định cần sớm kiện toàn sắp xếp lại các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước một cách đồng bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nhất trí cho thực hiện việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo của cơ quan nhà nước tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, có thể nói đây là một bước quan trọng trong việc bố trí, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ này và cho chúng ta thêm kinh nghiệm để tiến hành các bước tiếp theo. Cho nên, những cái tên như Bộ trưởng Tô Lâm, Trương Thị Mai vẫn chưa phải là sự lựa chọn số 1 cho chức Chủ tịch nước. Nguyễn Bắc Son cản đường Tô Lâm và kết cục, Võ Văn Thưởng nhìn mà hãi, rời Bộ Công an, cuộc đời nở hoa hay bế tắc? Cựu chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là một chính khách trẻ có mối quan hệ đặc biệt với ông Nguyễn Phú Trọng. Nếu không xảy ra biến cố vừa qua, có khả năng ông Thưởng sẽ trở thành tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một trong những lý do khiến ông Thưởng bị hạ bệ được cho là do bàn tay của ông Tô Lâm đã điều tra ra những sai phạm động trời. Nhiều ý kiến cho rằng đến nay ông Tô Lâm đã trở thành nhân vật siêu quyền lực, nắm quyền chi phối điều hành nội bộ chứ không phải là tổng trọng trực tiếp ra lệnh. Bởi mối quan tâm lớn nhất của Đảng luôn là giữ vững an ninh chính trị để duy trì thế lãnh đạo, quản lý nhà nước và xã hội, mà ông Tô Lâm chính là người đã và đang xây dựng hệ thống nhà nước, công an, trị an. Do đó đại tướng đã có đủ kinh nghiệm để trở thành người nắm giữ vị trí đứng đầu Đảng. Theo công luận, qua sự cố ngã ngựa của ông Võ Văn Thưởng, cho thấy hầu như đại bộ phận lãnh đạo cấp cao của Đảng hiện nay đều không khác ông Thưởng. Họ đều ít nhiều không trong sạch, đều dính những vết đen to nhỏ khác nhau, chỉ là chưa bị lộ mà thôi. Vì vậy một khi ông Tô Lâm đã ra tay để đạt được tham vọng trở thành Tổng Bí Thư thì phải coi chừng. Tuy nhiên đừng quên, với nguyên tắc lãnh đạo tập thể, mỗi nghị quyết của Bộ Chính trị đều phải dựa trên sự biểu quyết của đa số. Việc loại bỏ các nhân sự cấp cao, từ Ủy viên Trung ương trở lên đều được Bộ Chính trị bàn thảo, cân nhắc theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng với sự kiểm tra kỹ càng của Ban Nội chính Trung ương. Những cơ quan này đều là các cơ quan chuyên trách của Đảng dưới sự chỉ huy của Nhạc Trường, tức Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Cho đến lúc này, số lượng lá phiếu ủng hộ ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Bộ Chính trị vẫn chiếm đa số, áp đảo ông Tô Lâm. Điều đó cho thấy nếu ông Tô Lâm muốn tiễn ông Thưởng thì phải được sự đồng ý của ông Tổng. Nên nhớ nếu ông Tô Lâm có khả năng lật lại hồ sơ, thì tại sao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phe cánh lại không làm được? Chuyên gia Lê Hồng Hiệp từ Viện Nghiên cứu Chính trị Đông Nam Á có trụ sở ở Singapore, vốn là một quan chức Bộ Ngoại giao Việt Nam từng cảnh báo, họ, tức Bộ Chính trị, phải đạt sự đồng thuận khi chọn người kế nhiệm. Nên có lẽ họ phải loại bỏ bất cứ ai phản đối ý kiến với người được ông Trọng lựa chọn để kế vị. Điều đó cho thấy Bộ trưởng Công an Tô Lâm và phe cánh mới là phía phải coi chừng. Ông Tô Lâm được đánh giá là một trong những bộ trưởng công an có quyền lực nhất từ trước cho đến nay.
song ông cũng là một bộ trưởng công an dính dáng đến những vụ án tham nhũng và bảo kê tham nhũng chưa từng thấy. Việc ông muốn trở thành một trong tứ trụ để giành suất đặc biệt hoàn toàn không đơn giản. Điều kiện tiên quyết là ông phải khống chế hay nắm chắc được nhân sự kế nhiệm ngồi ghế bộ trưởng công an. Nếu không, việc hồi tố như đã xảy ra với cựu chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ diễn ra lặp lại. Trong quá khứ, ông Tô Lâm từng dính đến một thương vụ đầy tai tiếng. Đó là vụ án Mobile Phone mua 95% cổ phần của AVG xảy ra năm 2015. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, tại thời điểm Mobile Phone đề xuất mua AVG, thì hãng này đang thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng, âm gần 50% vốn điều lệ. Đây là một trong những vụ án tham nhũng đình đám, trong đó cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã nhận hối lộ 3 triệu đô la Mỹ. Khi đó, ông Tô Lâm là Thứ trưởng Bộ Công an đã ký một thông báo đóng dấu mật để che giấu mối quan hệ của ông. Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã bị cáo buộc nhận một khoản hối lộ còn lớn hơn ông Nguyễn Bắc Son, nhưng ông Tô Lâm vẫn thoát. Vì sao? Câu trả lời được cho là sau Đại hội 12, khi đó ông Tô Lâm đã trở thành Bộ trưởng Bộ Công an. Dù là đệ tử của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhưng ông vẫn cung cúc phục vụ đắc lực cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việc đặc vụ của Bộ Công an bắt Trịnh Xuân Thanh ngay giữa trung tâm thủ đô Berlin của Đức vào tháng 7 năm 2017 về quy án là một minh chứng cho sự tận tụy của ông Tô Lâm đối với ông Tổng Trọng, cũng như việc hệ thống tay chân mà cựu Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang cài cắm lại đã bị nhổ tận gốc. Đổi lại, ông Tô Lâm được Tổng Trọng ban bổng lộc. Đừng quên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây thưởng cho Tô Lâm được, thì nay yêu cầu hồi tố là việc còn dễ hơn ăn kẹo. Đó là lý do nhiều nguồn tin nội bộ cho biết, đến phút 89, ông Tô Lâm dứt khoát không rời ghế Bộ trưởng Bộ Công an theo sắp xếp của Bộ Chính trị. Điều khiến ông Tô Lâm lo ngại là trong trường hợp ông rời khỏi Bộ Công an để ngồi ghế Chủ tịch nước, rất có thể trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc sẽ nắm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an. Mà một khi ông Trạc nắm được Bộ Công an, ảnh hưởng của ông Tô Lâm sẽ nhanh chóng mờ nhạt và rất có thể ông sẽ phải nhận một kết cục giống như cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang trước đây. Huệ Vương ngồi ghế Chủ tịch nước, Tô Lâm ngồi ghế Tổng Bí thư, thế khó của Tổng Trọng. Mối quan tâm hàng đầu của Tổng Trọng khi rời bỏ chức vụ đó là Đảng Cộng sản Việt Nam có duy trì được con đường chủ nghĩa xã hội và công cuộc chống tham nhũng hay không. Tuy nhiên đến nay, dù Tổng Trọng đã bước sang tuổi 80, nhưng ông vẫn chưa tìm được người kế nhiệm đáng tin cậy. Theo giới phân tích, đó là lý do khiến ông Trọng đã trở thành con tin trong chiến dịch chống tham nhũng của mình. Nếu trong trường hợp Đảng không loại được hết những thành phần tham nhũng hay phần tử không trung thành với lý tưởng của Đảng, thì tối thiểu, theo ý ông Trọng, Đảng phải được lãnh đạo bởi một nhân vật có cùng động cơ giống như ông hiện nay. Bộ trưởng Công an Tô Lâm được đánh giá là người có thể thực hiện được các yêu cầu vừa kể. Nhưng trên thực tế, ông Trọng vẫn mong muốn người kế nhiệm số 1 vẫn là Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội. Ông Vương Đình Huệ là một chuyên gia kinh tế tài chính, từng là giảng viên về kinh tế vĩ mô, nhưng Tổng Trọng lại không giao cho ông Huệ chức Thủ tướng, mà lại xếp ông ngồi ghế Chủ tịch Quốc hội. Cẩn thận hơn, trước Đại hội 13, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được đưa về ngồi ghế Bí thư Thành ủy Hà Nội. Những điều này cho thấy quan lộ của ông Vương Đình Huệ được Tổng Trọng sắp xếp y như lộ trình trước đây của ông, và Tô Lâm không có cửa trong danh sách kế nhiệm theo sự sắp xếp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những ngày gần đây, trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị rộ tin sau khi bứng được Võ Văn Thưởng, tiếp theo rất có thể là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, có lẽ cũng xuất phát từ lý do vừa kể. Đó là chưa kể đến việc trong quá khứ, ông Tô Lâm có mối quan hệ chặt chẽ với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, cựu Thứ trưởng Bộ Công an, Cố vấn An ninh và Tôn giáo của ông Ba Dũng. Cách đây chưa lâu, ông Tô Lâm đã ra tay cứu đại tá Nguyễn Duy Linh, con trai tướng Hưởng, liên quan đến vụ nhận hối lộ từ 5 đến 7 triệu USD để giải cứu cho Vũ Nhôm, tức Phan Văn Anh Vũ. Hồ sơ vụ án đã bị trả lại theo chỉ thị của Văn phòng Tổng Bí thư, đã làm cho ông Tô Lâm mất mặt. Tuy nhiên, việc Nguyễn Duy Linh chỉ nhận án 13 năm tù với cáo trạng chỉ nhận 500.000 đô la Mỹ là cái giá quá rẻ và cũng là thắng lợi của Tô Lâm. Tham vọng nhắm đến chiếc ghế Tổng Bí thư của ông Tô Lâm là điều có thật, khó có thể bác bỏ. Việc ông Thưởng bất ngờ ngã ngựa mới đây cho thấy, với cơ chế chọn lựa nhân sự lãnh đạo cấp cao như hiện nay, khi vắng bóng hoàn toàn sự giám sát trong nội bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, thì chắc chắn tất cả các lãnh đạo cấp cao của Đảng thì khó có ai thực sự trong sạch cả. Và việc hồi tố, lần lại hồ sơ từng nhúng chàm, động đến ai thì người ấy vào lò ngay. Theo giới thạo tin, ông Vương Đình Huệ trong thời gian giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như Tổng Kiểm toán Nhà nước có rất nhiều sai phạm xảy ra. Một ví dụ điển hình là tệ nạn buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng VAT mà được dư luận nhắc lại nhân vụ chạy án của cựu giám đốc công an Hải Phòng, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, sắp được đưa ra xét xử. Điều đó cho thấy trách nhiệm của ông Vương Đình Huệ lớn gấp vạn lần của ông Võ Văn Thưởng. Đó là chưa kể tới chuyện tình ái của ông Vương Đình Huệ từ trước đến nay, điều mà hầu như 100% lãnh đạo Đảng các cấp đều vướng phải. Mới nhất, mạng xã hội chia sẻ rộng rãi thông tin không có bằng chứng xác thực
rằng đang ở đỉnh cao sự nghiệp ca nhạc, ca sĩ Hương Tràm, người Nghệ An, đã gác lại tất cả, đi Mỹ nói là để du học, nhưng thực ra là để sinh hai đứa con cho một vị lãnh đạo thuộc tứ trụ. Bộ Công an đang tìm xem ai đã làm nữ ca sĩ nổi danh này có bầu là có thực hay không. Theo giới thạo tin, ông Tô Lâm đang chờ cơ hội. Chỉ cần ông Vương Đình Huệ công khai thể hiện tham vọng với chức tổng bí thư, thì ông Tô Lâm sẽ lật lại hồ sơ Vương Đình Huệ, tương tự như đã làm đối với ông Võ Văn Thưởng ngay lập tức. Mới nhất, theo tin từ người buôn gió, thì người này cho rằng sắp tới đây, trong hội nghị chọn lựa nhân sự tân chủ tịch nước, ông Huệ sẽ chủ động, tự nguyện nhận chiếc ghế này. Một ghế nóng mà Tô Lâm chê và không muốn ngồi. Đổi lại ông Tô Lâm sẽ làm hòa với Vương Đình Huệ. Thực hư ra sao, chỉ có thể chờ tới khi công bố kết quả cuối cùng. Sản nghiệp kích xù của Đỗ Hữu Ca và quan tham do đâu mà có. Người cuối cùng chịu thiệt trong các giao dịch bất chính mang danh pháp luật, trích bài thơ Cướp của tác giả Nguyễn Duy. Con ơi mẹ dặn câu này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Cướp xưa băng nhóm làng nhàng, cướp nay có băng có đoàn hẳn hoi. Có con dấu đóng đỏ tươi, có còng, có súng, dùi cui, nhà tù. Cướp xưa lén lút tù mù, cướp nay gióng trống phất cờ phóng loa. Con trời bay lả bay la, cướp trên bàn giấy, cướp ra cánh đồng. Dân oan tuôn lệ ròng ròng, mất nhà, mất đất, nát lòng miền quê. Tiếng than vang vọng bốn bề, cướp từ thôn xóm, cướp về thành đô. Ai qua thành phố Bắc Hồ, má coi cướp đất bên bờ Thủ Thiêm. Bây giờ mẹ phải dặn thêm, quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày. Có lẽ nghe bài thơ trên, bước đầu các bạn cũng hiểu được phần nào bản chất quan tham và nỗi thống khổ của người dân lương thiện. Từ gợi mở đó, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nguồn gốc tài sản của Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca. Trong quá trình hoàn tất cáo trạng và điều tra cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, lực lượng chức năng đã vô tình vén màn bí mật về khối tài sản khổng lồ của ông tướng công an. Không chỉ có trên 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà còn một lượng lớn tiền Việt, vàng, ngoại tệ, trang sức, chưa kể hai biệt phủ nguy nga tráng lệ tọa lạc trên những mảnh đất vàng rộng hàng ngàn mét vuông. Số lượng và giá trị của những tài sản này công chúng không hề ngỡ ngàng, nhưng cũng khiến người ta đặt ra câu hỏi khối tài sản của ông Đỗ Hữu Ca này ở đâu mà ra. Ông Ca có thể trả lời qua quýt để chạy tội như các quan chức tham nhũng từng sổ khám nhằm bảo vệ khối tài sản của mình cho muôn đời con cháu mai sau. Khối tài sản kếch xù là do cha mẹ để lại, do quà tặng và do lao động của bản thân và vợ tạo ra. Lấy gì để chứng minh cho điều đó thì ông đã sắp xếp bài bản hết rồi. Và lại không ai dám đụng vào ông bởi vì ông đã nắm thóp một số bề trên, nếu cần thì ông tố ngược. Ông nêu tên các nguyên hoặc đương kim ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng là tội phạm hoặc chưa vô lò, làm gì mà có cơ ngơi, tài sản gấp trăm lần ông. Ông sổ toẹt một câu, biết rồi, khổ lắm, hỏi mãi, làm quan chức với đồng lương ba cọc ba đồng, không tham nhũng có mà cạp đất mà ăn à? Có khi người dân nghe câu trả lời này, họ thấy thương Ca, đồng cảm cho Ca, không giữ được sự trong sạch trong guồng máy. Ngược lại, các đồng chí đi cùng chắc phải cứng họng sau khi sờ lại sau ót của mình và nhìn khắp các lãnh đạo từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài của mình mà nương tay. Người trong ngành với nhau, ai mà không biết tổng nguồn gốc khối tài sản bất minh. Thôi hỏi làm chi cho thêm rắc rối và mất tính nhân văn. Biết đâu ngày hôm nay là đồng chí Ca, mai mốt lại đến mình. Đó là nói chung chung, bây giờ chúng ta đi vào cụ thể nguồn tài sản của Ca có gốc gác từ đâu. Nhìn vào sự kiện trận đánh đẹp năm 2009 mà ông Đỗ Hữu Ca được biết tới, chúng ta có thể tìm thấy những dấu vết và dấu hiệu để phân tích và suy luận về nguồn gốc của khối tài sản mà ông Ca sở hữu. Trong trận này, ông Ca đã huy động công an và quân đội cưỡng chế khu đất hơn 40 ha của ông Đoàn Văn Vươn. Một trận đánh đẹp khốc liệt với 6 người bị thương và ngôi nhà của ông Vươn bị phá hủy, đồng thời ông Vươn cũng bị bắt và phải nằm nhà đá. Còn ông thì được nhận bằng khen và nhận hàm thiếu tướng. Cuộc chiến cống rộc kết thúc khá bất ngờ và đầy kịch tính, đã gây bất bình cho những ai yêu chuộng công lý và đặt trọn vẹn niềm tin vào pháp luật. Điều này gợi lên suy đoán rằng có một nhân vật quyền lực bí ẩn kết hợp với một đại gia quyền lực ẩn danh nào đó đã có kế hoạch chiếm đoạt và kiếm lợi từ việc tịch thu và chuyển giao khu đất có diện tích lớn này cho một bên thứ ba mà ông Ca cũng không phải không được hưởng chút lợi lộc nào. Có nghĩa là ông Ca được ăn chia theo một tỷ lệ phần trăm nào đó. Tính chất của sự kiện trận đánh đẹp cũng gợi lên nghi ngờ về việc ông Ca đã được một nhân vật chóp bu nào đó thông tin và hỗ trợ để thực hiện kế hoạch. Nếu không có sự bảo kê thì ông Ca không thể sử dụng lực lượng công an và quân đội, một việc làm vi phạm trắng trợn và thô bạo hiến pháp và luật pháp Việt Nam để thực hiện việc cưỡng chế đất. Phía sau việc thi hành công vụ, đương nhiên có sự phân phối và chia chác lại lợi ích cho bản thân. Việc cho rằng ông Đỗ Hữu Ca, người đứng đầu công an thành phố Hải Phòng, làm một việc như vậy chỉ để ăn lương công nhật của nhà nước là thật sự ngây thơ và thiếu hiểu biết về bản chất của vấn đề. Những người thực sự ngây thơ trong sự kiện này có lẽ chỉ là những chiến sĩ quân đội, công an được cấp trên điều đi làm công việc cướp bóc hợp pháp. Họ là những người đầu tiên chịu thiệt hại nếu có bạo lực xảy ra,
nhưng họ lại chỉ được hưởng những trợ cấp ít ỏi trong một ngày công làm việc là hết. Đằng sau những vụ việc như thế này là việc kiếm tiền và kiếm ra rất nhiều tiền nhờ vào việc sử dụng quyền lực. Ông Ca cũng như nhiều quan chức khác có thể lợi dụng những bất cập của hệ thống pháp luật như luật đất đai, luật doanh nghiệp hay việc mua bán hóa đơn để tăng tài sản. Đôi khi họ chỉ cần nhắm mắt làm ngơ, tức là không làm gì cả nhưng vẫn được chia phần trong các giao dịch lớn. Và vụ Đoàn Văn Vươn chỉ là một phần nổi rất nhỏ của tảng băng chìm khổng lồ. Người cuối cùng bị thiệt trong các giao dịch mang danh luật pháp này là ai? Trong những vụ án như vụ cướp bóc tại Đầm Tiên Lãng, nạn nhân rõ ràng là gia đình ông Vươn. Nhưng đằng sau những vụ án không được nói ra như vậy, nạn nhân không chỉ là người bị trực tiếp ảnh hưởng nói riêng, mà còn là người dân bình thường, những người nghèo, những người không có quyền lực và không thể tự bảo vệ được quyền lợi của mình. Những người dân tay trắng trong cuộc chơi quyền lực, không có khả năng đối đầu hay phòng ngự trước những quan chức tham nhũng như ông Ca. Oái oăm thay, những nạn nhân thấp cổ bé họng bị mất của vào tay những người nhân danh quyền lực và công lý như ông Ca. Nhờ những phiếu bầu hội nhóm mà một bộ phận có được cái quyền ngang nhiên trộm cắp công khai để vinh thân phì ra. Nóng, Chủ tịch Vương Đình Huệ phát biểu cực gắt, Bộ Y tế Giáo dục chuẩn bị vào lò, hé lộ điểm mạnh khiến Chủ tịch Quốc hội tự tin, nắm chắc ghế Tổng Bí thư thay Tổng Trọng. Thưa quý vị, còn 2 năm nữa mới đến Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14. Không ai có thể tiên đoán đúng như thần nhân vật nào sẽ là Tổng Bí thư. Chúng ta có thể tiên đoán qua những lời nói, phong thái, thần thái của ứng cử viên tiềm năng nhất. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm và làm việc với Bộ Y tế. Phong thái của ông Huệ rất tự tin, rõ ràng. Ông tuyên bố đừng bao giờ bố trí y tế giáo dục đá ở vị trí tiền đạo. Đá ở vị trí tiền đạo nghĩa là ghi bàn, nghĩa là tìm kiếm lợi nhuận. Đó là điều rất không nên. Đã làm săn sóc con người, đừng suy nghĩ đến đồng tiền, đừng kiếm lợi nhuận. Bởi vì như chúng ta đã biết, ở nhiều bệnh viện ở tất cả các tỉnh, các bệnh viện được tự chủ, các trường học được tự chủ và xã hội hóa, tức là kêu gọi thành phần tư nhân đầu tư với mục đích là kiếm tiền. Như chúng ta đã thấy ở Bệnh viện Tim Hà Nội, ở Bệnh viện Bạch Mai, mua thiết bị về giá trị 1 triệu đô la thì khai là 2-3 triệu, rồi tất cả các chi phí tính đủ tính đậm cho bệnh nhân. Bệnh nhân chịu, làm ăn kiếm lời mà đây lại là những bệnh viện phục vụ đại chúng tất cả các tầng lớp nhân dân, những người không giàu có gì. Như thế mới là chủ nghĩa xã hội, như thế mới là ước mơ cộng sản chủ nghĩa. Ở chỗ này, Chủ tịch Huệ rất tự tin, cứ như ông đã là đương kim Tổng Bí thư vậy. Tất nhiên, nói là một chuyện, làm là một chuyện hoàn toàn khác, khó vô cùng. Ông Huệ một lần nữa chỉ thị Bộ Y tế xây dựng một hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Lời lẽ rất hay, như là của Tổng Bí thư vậy. Đây chính là chủ nghĩa xã hội trong mơ, nhưng hãy trở về với thực tế Việt Nam. Ngân sách nhà nước dành cho Bộ Y tế hàng năm bằng chưa đến 1/10 của Bộ Công an để phục vụ gần 5 triệu dân lấy đâu ra. Mua bảo hiểm y tế hàng năm chỉ có mấy trăm nghìn đồng một người. Thế nhưng mà một khi đã là Tổng Bí thư là phải nói thế. Ông Huệ trước đây đã làm ở chính phủ chuyển qua Quốc hội. Ông đã biết thực tế ít tiền ở Việt Nam, ngân sách nghèo nàn, nhà đông con, ngân sách eo hẹp. Thế nhưng lần này, Chủ tịch Huệ đã phát biểu mạnh thật. Đúng là ông phải là một ứng cử viên tiềm năng, có nhiều cơ hội nhất mới dám nói thế. Rồi Chủ tịch Huệ nhấn mạnh một lần nữa. Tôi đã chia sẻ hơn một lần rằng, trong chế độ của chúng ta, đừng bao giờ bố trí giáo dục và y tế đá bóng ở vị trí tiền đạo. Lời của bác Huệ nghĩa là, đừng giao cho họ ghi bàn, đừng giao cho họ kiếm doanh thu nhiều nhất có thể, lợi nhuận lớn nhất có thể, và khi ấy thì bác sĩ không còn là bác sĩ nữa. Như chúng ta đã thấy ở Bệnh viện Tim và Bệnh viện Bạch Mai, họ nhìn các bệnh nhân không phải là những con người khốn khổ, mà là những khách hàng tiềm năng để kiếm tiền. Đúng là về mặt này, Việt Nam vừa qua đã buông lòng quá nhiều. Trước đây thời bao cấp, mặc dù rất nghèo nhưng y tế cơ sở các cấp nhìn còn ổn áp hơn bây giờ. Theo lý thuyết xã hội chủ nghĩa, nhà nước phải đảm bảo miễn phí về giáo dục và y tế cho nhân dân. Nhưng đã hơn 30 năm, Việt Nam đã buông bỏ rồi, giờ phải chờ đến Tết Congo. Phải nói chủ nghĩa cộng sản chính hiệu bây giờ là ở Cuba, ở Bắc Triều Tiên. Phải nói là thống khổ, phải nói là nghèo đói, nhưng họ vẫn duy trì chính sách giáo dục và chữa bệnh miễn phí cho toàn dân. Thế mới tài, còn Việt Nam ngày càng giàu có, thu nhập ngày càng cao, nhưng y tế và giáo dục bị bỏ bê. Nhà nước bỏ bê và để cho tư nhân, để cho các trường, các bệnh viện tự lo, bác sĩ, thầy giáo chỉ lo kiếm tiền. Chủ tịch Huệ phát biểu hoàn toàn đúng, vấn đề là sao nhà nước ta không thực hiện như vậy. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chứ không phải là định hướng xã hội hóa. Không được để thả nổi giáo dục và y tế. Tư nhân hóa, xã hội hóa giáo dục và y tế thực chất là sự thoái thác của nhà nước đối xử với nhân dân vô trách nhiệm. Có nghĩa là đã quay xe với cộng sản chủ nghĩa. Chúng ta đồng ý là không được lý tưởng hóa. Chúng ta đồng ý là giấc mơ cộng sản chủ nghĩa làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu là chưa phù hợp. Cũng không nên nói đến những điều này nữa. Tiền, thu nhập thì không bao giờ cho đủ đâu. Không bao giờ hài lòng đâu. Cũng phải có chừng có mực thôi.
phải dừng lại và lo cho người nghèo, xóa đói, giảm nghèo, lo cho sức khỏe của những người nghèo thì họ mới có sức khỏe, có học vấn để xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng cuộc sống, xây dựng đất nước. Bây giờ, yếu bóng vía không vào được bệnh viện đâu, những ai dễ mủi lòng, dễ xúc động cũng không nên vào bệnh viện. Vì thấy cảnh những con người khố rách áo ôm rất nghèo, dắt díu người thân vào bệnh viện. Trước khi vào bệnh viện thì bệnh viện đòi phải nộp một số tiền để tránh trường hợp bệnh nhân sau này bùng không trả lại tiền cho bệnh viện. Phải chứng kiến những người nghèo như vậy không có đủ tiền để nộp cho bệnh viện và bị họ cho về. Thưa quý vị, đó là chuyện thường ngày ở bệnh viện, có thể gọi đấy là chủ nghĩa xã hội được sao? Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chắc chắn là đã biết thực tế này. Ông đã một lần thừa nhận rằng xây dựng chủ nghĩa xã hội còn lâu dài lắm, đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Chúng tôi thấy ý kiến này cũng đúng, nhưng mà tùy điều kiện của mình, hiện nay cũng đã có thể xây dựng quan niệm chủ nghĩa xã hội trong bệnh viện, trong giáo dục được. Không phải chờ đến 20 năm nữa, 30 năm nữa, đến cuối thế kỷ. Với ngân sách nhà nước hiện nay, chúng ta có thể đầu tư nhiều hơn nữa cho người nghèo. Không dàn trải cho tất cả mọi thành phần, nhà nước có thể cộng tác với thành phần tư nhân, xây dựng những bệnh viện rất hiện đại, để những người giàu không phải đi Singapore, đi Nhật Bản chữa bệnh nữa. Người giàu họ tự lo với thu nhập của họ rất cao, còn ngân sách nhà nước thì ưu tiên cho người nghèo. Chứ còn chứng kiến thực tế hiện nay ở nhà trường và bệnh viện thì thật sự chưa có chủ nghĩa xã hội gì hết khi ai cũng chăm chăm đòi phong bì. Nóng, EVN nướng sạch hàng trăm tỷ, Tô Lâm làm việc với Bộ Công Thương, Mai Tiến Dũng run rẩy, chiếc ô của Trần Tuấn Anh còn giữ được bao lâu? Mạng xã hội rộ tin đồn cựu Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng sắp bị khởi tố bắt giam và khả năng cao cựu trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh sẽ tiếp tục bị làm rõ về những sai phạm trong thời gian giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương. Đại án ở Bộ Công Thương EVN thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Tại cuộc họp báo của Bộ Công an, Đại tá Phan Thành Bá, Cục Phó Cục An ninh Điều tra A09 Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương. Theo đó, đại diện Bộ Công an cho biết vụ án xảy ra tại Bộ Công Thương rất phức tạp, diễn ra trong thời gian dài và liên quan đến nhiều bộ ngành địa phương và doanh nghiệp. Kết quả điều tra bước đầu xác định các bị can đã có sai phạm trong việc tham mưu cho Thủ tướng ban hành quy định chính sách giá điện ưu đãi trái nghị quyết chỉ đạo chính phủ, trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Vào tháng 11 năm 2023, cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can là cán bộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và Bộ Công Thương. Đầu tháng 1 năm 2024, Bộ Công an cũng đã bắt và khởi tố bị can tạm giam với ông Hoàng Quốc Vượng, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Công luận thấy rằng, trong các bộ ngành thuộc chính phủ, thì Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN là một trong những đơn vị có những bê bối nhất trong những năm gần đây. Không chỉ việc tăng giá điện liên tục mà còn để xảy ra tình trạng thiếu điện, cắt điện ở hàng loạt địa phương và những ngày nắng nóng trong tháng 5 và tháng 6 năm 2023. Theo giới quan sát, tin đồn về việc bắt ông Mai Tiến Dũng và mở rộng điều tra đối với ông Trần Tuấn Anh đã xảy ra trong bối cảnh chính trường Việt Nam đang có những biến động rất lớn. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang trong tình trạng cơm không lành canh chẳng ngọt. Những điều này có liên quan gì đến luồng dư luận không đồng tình với thông báo của Ban chấp hành Trung ương về những sai phạm nghiêm trọng của ông Trần Tuấn Anh ở Bộ Công Thương? Theo đó, dư luận cho rằng thông cáo không phản ánh đúng bản chất của vụ việc. Những sai phạm của ông Trần Tuấn Anh là hết sức nghiêm trọng, cần phải khởi tố hình sự và bắt giam mới thỏa đáng. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ vào tháng 1 năm 2024, khi nhắc đến một số vụ án lớn trong lĩnh vực điện xăng dầu của Bộ Công Thương, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam cho biết, có tình trạng chủ đầu tư và nhà thầu bắt tay nhau để nâng giá một số vật tư thiết bị điện lên đến 300%, khiến giá điện tăng cao gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào tháng 12 năm 2023 đã kết luận những sai phạm của Trần Tuấn Anh đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thiệt hại là rất lớn về tài sản của nhà nước. Đồng thời, các ông Trịnh Đình Dũng, cựu Phó Thủ tướng và ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng có các sai phạm tài hình và cả ba ông này chỉ bị kỷ luật ở mức cảnh cáo và khiển trách. Những điều kể trên cho thấy, trên cương vị là người đứng đầu cơ quan phòng chống tham nhũng và tiêu cực Trung ương, Tổng Trọng đã để lộ các biểu hiện bao che, giơ cao đánh khẽ, không thích đáng cho các quan chức tham nhũng cấp cao. Đây là một trong những yếu huyệt mà người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam phạm phải trong một thời gian rất dài. Dư luận đặt câu hỏi,
Trong công tác nhân sự, Tổng Trọng luôn khẳng định không đưa vào Ban Chấp hành Trung ương những phần tử cơ hội chính trị có biểu hiện tham nhũng và lợi ích nhóm. Vậy tại sao những sai phạm trầm trọng và mang tính hệ thống của cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh không những không bị xử lý mà còn được cơ cấu vào Bộ Chính trị tại Đại hội 13 với chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, mãi đến nửa nhiệm kỳ mới bị kỷ luật? Những điều vừa kể trên xảy ra trong thời điểm Tổng Trọng tuổi cao sức yếu và quyền lực đã suy giảm đáng kể. Theo giới phân tích, hiện nay chiến dịch chống tham nhũng đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của ông Trọng và Bộ Công an đã trở thành người chỉ huy chính trong chiến dịch chống tham nhũng này. Tô Lâm giành lò đốt tham nhũng, Tổng Trọng vỡ mộng chuyển ngôi. Từ trước đến nay, mỗi khi có làn sóng bắt bớ quan tham, người dân đều mặc định đấy là Tổng Trọng, người đốt lò vĩ đại. Bởi lâu nay, ông Tô Lâm đóng vai trò quan võ dưới trướng của ông Trọng, thực hiện công việc hành động theo lệnh của ông Trọng. Có thể ví phe đốt lò của ông Trọng như là một căn nhà, trong đó có một cái lò đang cháy ngùn ngụt. Ông Trần Cẩm Tú đóng vai trò phân loại giữa gỗ và củi. Chỉ có những thanh củi thì mới đến lượt Tô Lâm ra tay vác cho vào lò. Cứ như thế, nó đã cháy được gần chục năm, đã đốt không biết bao nhiêu củi. Giờ đây, sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng đang phai dần theo thời gian, tuổi thọ của ông cũng tăng thêm. Trong tay ông Trọng đang nắm giữ hai thứ quý giá, đó là ngai vàng và cái lò đang cháy. Lò là công cụ bảo vệ ngai vàng, lò có chức năng đốt hết những phần tử tha hóa hay những phần tử có âm mưu thù địch để bảo vệ đất nước của ông. Nhờ có lò đốt sạch tham nhũng mà ông Trọng mới có thể ngồi lại ngai vàng sang đến nhiệm kỳ thứ 3. Giả sử có ai đó giật được cái lò đồng thời cũng chiếm được ngai vàng thì chắc chắn người đó sẽ có sức mạnh chính trị không ai địch nổi, tương đương như ông Nguyễn Phú Trọng từng có. Ông Võ Văn Thưởng không bị ông Trần Cẩm Tú phân loại nhưng lại bị Tô Lâm biến thành củi. Đây là điều vô cùng đau đớn cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chưa bao giờ ông Tô Lâm lại cho bắt nóng các quan chức ngay khi đang tại chức nhiều như bây giờ. Ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Lê Duy Thành, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, Đặng Văn Bình, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi đều là những người bị bắt khi đang tại chức. Từ nay cho đến Đại hội 14, dự đoán sẽ còn rất nhiều chuyện bất ngờ như thế diễn ra. Khi lò thay đổi quy trình đốt củi thì đấy cũng là dấu hiệu lò đang đổi chủ. Ngày nay, những bộ phận tha hóa bị biến thành củi và bị quăng vào lò chưa chắc là ý của ông Trọng, mà có thể là ý của Tô Lâm. Ông Tô Lâm đang dần kế thừa thông qua công việc đốt lò. Không những sức khỏe về thể chất mà sức khỏe chính trị của ông Trọng cũng đang yếu dần. Hiện nay, vị trí Chủ tịch nước ông Võ Văn Thường để lại vẫn còn chưa có chủ. Nguyên nhân là các bên đang còn thỏa thuận. Nếu muốn ông Tô Lâm ngồi vào ghế Chủ tịch nước thì phải đi kèm điều kiện này điều kiện kia. Tương tự, bên kia cũng đưa ra những điều kiện này điều kiện kia. Không bên nào chịu nhường bên nào dẫn đến thương lượng bế tắc. Ông Tô Lâm đang tiến từng bước trên con đường đến chiếc ngai vàng, chiếm được lò là bước đầu tiên. Giả sử kết cục ngã giá mà nghiêng hết lợi thế về cho Tô Lâm, thì khi đó ông Trọng có khả năng sẽ trao lại cả lò lẫn ngai. Cuộc chiến cung đình cho Đại hội 14 chỉ mới ở bước khởi động mà đã gây ra rất nhiều xáo trộn. Tiếp theo sẽ có rất nhiều phim hay. Tô Lâm đang gieo gió, liệu có ngày sẽ gặt bão? Những bí mật lần đầu tiết lộ về bí thư Hoàng Thị Thúy Lan, hạt giống đỏ khuynh đảo tỉnh Vĩnh Phúc, sa đọa không ai bằng. Thưa quý vị, những sai phạm của bà Lan đã rõ mười mươi rồi, nhưng vẫn còn nhiều bí mật hậu trường phía sau từ cú ngã ngựa bất ngờ này. Đến nay, người dân phường Ngô Quyền mới dám hé lộ. Cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Hạt giống đỏ phất như diều. Hoàng Thị Thúy Lan là con gái ông Hoàng Quy. Ông Quy từng là Bộ trưởng Tài chính và là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 5 và 6. Trước khi nắm giữ Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Hoàng Quy là người nổi tiếng, thanh liêm và quyết liệt trong việc dùng người. Về học vấn, Thúy Lan tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, làm giáo viên dạy trung học cơ sở, sau Lan bỏ dạy làm cán bộ phụ nữ thị xã. Xuất thân là hạt giống đỏ lại được các quan anh nâng đỡ, Lan nhảy sang làm cán bộ đoàn của tỉnh Vĩnh Phúc. Để tiến thân, Lan đi học chuyên tu luật tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội lấy bằng thạc sĩ luật. Dư luận Vĩnh Phúc xâm si, Lan được nâng đỡ trong sáng bởi nhân vật Trịnh Đình Dũng. Trong sáng thế nào, thực hư chưa rõ, chỉ biết từ năm 2005 đến 2011, thời kỳ Trịnh Đình Dũng giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc thì hoạn lộ của Thúy Lan lên như diều gặp gió. Năm 2005, Lan mới là Bí thư Tỉnh đoàn, đến năm 2011 khi Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Đình Dũng rời Vĩnh Phúc để về Hà Nội nhậm chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng thì Lan đã ngồi vào ghế Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Tháng 2 năm 2015, Thúy Lan nhảy lên ghế Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, lần lượt vào Ủy viên Trung ương khóa 12 và 13, rồi ngồi ghế bí thư suốt hai nhiệm kỳ gần chục năm, đến khi bị bắt. Điều đáng chú ý là, mặc dù bị dính nhiều bê bối trong suốt thời gian tại vị, nhưng cái ghế bí thư của Lan không hề suy xuyển.
là bí thư tỉnh ủy, Lan bảo kê cho tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Việt, con nuôi của Trịnh Đình Dũng, liên tục giúp Hậu trúng thầu hàng chục dự án của tỉnh Vĩnh Phúc, từ xây dựng trường học, chợ búa, bệnh viện, công sở đến các khu dân cư, đầu tư vốn ngân sách lên đến hàng ngàn tỷ đồng, Phúc Sơn đều trúng thầu. Năm 2017, kỳ họp 19, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ ra nhiều vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020, trong đó có trách nhiệm của Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan. Vậy nhưng, tháng 1 năm 2021, Hoàng Thị Thúy Lan vẫn tái đắc cử Ủy viên Trung ương khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026, tái chống cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Tháng 2 năm 2021, vụ việc gây xôn xao dư luận khi con gái bà Lan là Trần Huyền Trang được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trang sinh năm 1990, thì rớt đại học được mẹ cho sang Trung Quốc du học. Về nước, Trang được tuyển vào công chức, được bổ nhiệm giữ chức Phó Bí thư Thành đoàn thành phố Vĩnh Yên, sau nhảy sang làm chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư. Bị dư luận lên án gay gắt, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc thu hồi quyết định bổ nhiệm. Bí thư Lan và bộ sậu của bà ta đành ngậm bồ hòn làm ngọt, thu hồi quyết định để Trần Huyền Trang quay về ghế cũ ngồi, chờ cơ hội khác. Dân bức xúc nhưng không dám ý kiến. Nhiều người thân cận với Lan cho biết, mỗi ngày Lan dành hơn 2 tiếng đồng hồ để trang điểm, từ gắn lông mi giả, rối tóc, sơn móng tay và 1 tiếng đồng hồ để tẩy trang, chọn thay trang phục nhiều lần. Lan có hàng trăm bộ váy xanh đỏ loè loẹt, đủ màu sắc. Bí thư tỉnh ủy mà như phường trèo, vậy thời gian đâu Lan dành cho công việc lo cho dân, cho nước? Ở tuổi gần 60, tại nghị trường hay ở các nơi Lan xuất hiện, Lan luôn mãn nguyện khi ai đó khen Lan đẹp như tuổi 30, tóc óng ả, mượt mà thả xuống vai, mũi dọc dưa hiền thục. Nhiều câu chuyện về bí thư Lan thường được người dân phường Ngô Quyền mang ra đàm tiếu. Họ nói rằng dù có chồng con nhưng bí thư Lan rất đa tình, tích cực hưởng lạc thú trần gian. Việc này không thể xác minh nên không rõ thực hư ra sao, nhưng câu chuyện sau đây là có thật. Đầu tháng 8 năm 2022, một cán bộ phòng kinh tế Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Yên qua đêm tại nhà bí thư tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan rồi ra đi vĩnh viễn. Nhân vật xấu số đó tên là Phan Huy Hùng, sinh năm 1975. Sau khi qua đêm tại nhà bí thư Lan, rạng sáng hôm sau, Hùng được đưa vào khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Lạc Việt, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, trong trạng thái mất ý thức, ngừng thở, mạch bằng không, sau đó tử vong. Bí thư Lan dùng quyền lực che đậy cho Phúc Sơn và các doanh nghiệp sân sau ăn đất, xé nát rừng Tam Đảo để xây khách sạn, phân lô bán nền. Ngân sách bị rút ruột, còn gia đình bí thư Lan thì giàu nứt đố đổ vách. Quyền lực nắm trong tay, tiền nhiều hơn lá rừng, nên quan bà Hoàng Thị Thúy Lan khuynh đảo cả hệ thống chính trị tỉnh Vĩnh Phúc, luân chuyển cán bộ để bán ghế, sắp xếp bè cánh, trừng phạt các đối thủ là nghề của Lan. Từ lâu, người dân và cả các đảng viên lão thành cách mạng tỉnh Vĩnh Phúc đã ngán ngẩm người đàn bà đầy tai tiếng đang nắm nhiều quyền lực ở tỉnh này, nhưng không ai dám lên tiếng, bởi họ hiểu cái giá phải trả khi đụng đến quan bà Thúy Lan.